Xin chào cô Trâm Dị Lý Pro, xin chào các bạn. Cô sẽ giải giúp cho bạn Ngọc Quỳnh trong nhóm hỏi đáp vật lý hóa học sinh học. Bạn có một cái câu hỏi như sau: cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, và ở đây cuộn dây của bạn là thuần cảm, có nghĩa là R bằng 0. Và bài tập của mình là omega thay đổi khi omega bằng omega 1 bằng 200 pi, đơn vị là rad trên dây. Omega bằng omega 2 bằng 50 rad, 50 pi, đơn vị là rad trên dây, thì dòng điện trong mạch I1 bằng I2. Khi omega bằng omega 0 thì dòng điện trong mạch sẽ cực đại. Và lúc đó chúng ta sẽ hỏi là tìm omega 0 bằng bao nhiêu. Chúng ta sẽ đi tìm omega 0. Như vậy theo phân tích đề, chúng ta sẽ đi từ biểu thức cường độ dòng điện. Y sẽ bằng là U chia căn bậc 2 của R bình cộng ZL trừ ZC. Như vậy thì có liên quan tới chữ omega thay đổi. Như vậy thì dẫn đến là ZL và ZC nó sẽ bị thay đổi. Khi ZL và ZC thay đổi mà Y nó dòng điện lớn nhất, có nghĩa là U không đổi, R không đổi, thì lúc đó bạn sẽ có ZL bằng ZC và mạch của chúng ta sẽ là cộng hưởng. À đây cô có phân tích cho bạn. Khi mạch cộng hưởng xảy ra thì omega 0 của bạn sẽ bằng 1 trên căn của LC. Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào đó để tìm ra được cái LC? Dạ, vậy cô phân tích tiếp. Khi omega bằng omega 1 thì I1 sẽ bằng U chia căn của R trên omega 1 nhân L trừ cho 1 trên omega 1 C tất cả bình. Khi Y bằng U trên căn của R bình cộng với omega 2 nhân L trừ cho 1 trên omega 2 nhân C tất cả bình. Khi I1 bằng I2, chúng ta sẽ có cái bài tập ở đây. Khi I1 bằng I2, chúng ta sẽ cho nó hai cái Y này bằng nhau. Vậy thì chúng ta sẽ rút gọn được U. Và dù hai cái căn này chúng ta sẽ bỏ được là R với R bình luôn. Như vậy các em còn cái biểu thức này. Chúng ta bỏ căn đi thì chúng ta lấy cộng trừ. Mà theo kinh nghiệm của cô cho thấy thì các bạn nên lấy dấu trừ. Như vậy chỗ này chúng ta lấy dấu trừ. Đó. Vậy cô chuyển cái chữ L qua một bên và chữ C chuyển qua một bên. Các bạn thấy chuyển nè. Omega 1 nhân L cộng cho omega 2 nhân L thì bằng là 1 trên omega 2C cộng cho 1 trên omega 1C. Từ đó cô có được omega 1 cộng cho omega 2 nhân L bằng 1 trên C. 1 trên omega 1 cộng 1 trên omega 2. Các bạn sẽ đưa chữ C qua bên này là LC nhân với omega 1 cộng omega 2. Từ đó các bạn sẽ có được là omega 1, 1 trên omega 1 cộng 1 trên omega 2. Từ đây cô rút là LC các bạn. Mục đích của cô là đi rút LC. Rút LC ra để làm gì? Để cô có mối quan hệ để đưa vào omega 0. Nhưng mà cái bài tập này rất dễ, là omega 1 và omega 2 đã cho rồi. Cho nên bây giờ tới đây là các bạn đã thay số vô được rồi. Các bạn thay số vào đây, các bạn sẽ tìm ra được là LC của bạn sẽ bằng bao nhiêu. Xong các bạn thay vào trong cái biểu thức ở trên cô đã chứng minh. Đó, các bạn thay LC vào đây. Đó, thay LC vào đây, các bạn sẽ có được omega 0. Như vậy tiếp tục các bạn qua đây cô hướng dẫn tiếp cái chỗ này. Để cô rút ra biểu thức, sau này nó hỏi biểu thức các bạn có thể nhớ để đi thi cũng được. Có cái dạng bài tập này chúng ta chỉ cần thay vào cái biểu thức này là xong các bạn. LC cô rút ra là bằng 1 trên omega 1 cộng cho 1 trên omega 2 tất cả chia cho omega 1 cộng omega 2. Từ đây các bạn sẽ thấy rằng là omega 1 cộng omega 2 trên omega 1 nhân omega 2 chia omega 1 cộng omega 2. Như vậy cô rút gọn hết, chỉ còn lại là LC của cô là 1 trên omega 1 nhân omega 2. Cô đưa vào đây các bạn. À, như vậy thì 1 trên omega 0 bằng 1 trên căn LC bằng 1 trên 1 trên 1 trên căn của 1 trên omega 1 nhân omega 2. Vậy cô đảo ngược lên trên thì nó còn lại là căn của omega 1 nhân omega 2. Như vậy omega 0 sẽ bằng là omega 1 nhân omega 2. Như vậy đến đây omega 0 sẵn bằng là omega căn của omega 1 nhân omega 2. Được chưa? Vậy sau này các bạn có một biểu thức luôn nè, mối liên hệ của omega 1 và omega 2. Khi anh Y này bằng nhau và lúc đó cô sẽ có được là bằng 100 rad trên dây. Đáp án của cô là 100 rad trên dây. Ngoài ra cô còn muốn hướng dẫn các bạn một xíu cái chỗ mạch cộng hưởng như thế này. Chỗ này các bạn có ở đây là omega. Thì cái chỗ là omega của bạn là sẽ là 100 pi này, là lúc đó là dòng điện nó sẽ đạt giá trị lớn nhất và anh là Y. Như vậy đến đây cái đỉnh này chính là cái đỉnh của parabol. Và Y đó là chính là Y max.
Và cái parabol của các bạn là sẽ như sau. Đó, hai cái giá trị hai bên này nó sẽ cùng một dòng điện, cùng một giá trị, tức là I1 bằng cho I2. I1 bằng I2 ở chỗ này. Và khi I1 bằng I2 thì các bạn sẽ có hai cái công suất ở đây. Hai cái, xin lỗi các bạn, là hai cái omega ở đây. Như vậy omega đây là omega 1 và đây là omega 2. Và omega 0 là ở đây các em. Như vậy trong các đề thi đại học của bạn là xuất hiện rất nhiều cái đề thi mà có y mắc theo như thế này và có hai cái omega thì y bằng nhau. Bài này chúng ta có thể mở rộng là y bằng nhau hoặc công suất bằng nhau cũng được. B1 bằng B2 cũng được. Các em cũng thể giải như thế này, hoặc là cos phi 1 bằng cos phi 2, các bạn hoàn toàn cũng có thể đưa ra được biểu thức giống như cô đã đưa ra. Và ở đây là cái đỉnh parabol. Được chưa? Nếu cho các bạn hai giá trị mà cho một cái y cộng hưởng thì các bạn hãy nhớ cái tích của cô là omega 0 sẽ bằng căn của omega 1 nhân omega gì? Omega 2, để các bạn đưa ra được cho cô là hai cái anh này giá trị y nó bằng nhau. Và ai đây là omega bằng 50 bi và omega bên này là bằng 200 bi. Đó. Như vậy có hai cái giá trị này nè, các bạn hoàn toàn đưa ra được cái đỉnh của cộng hưởng được. Đó, dựa vào là omega 0 sẽ bằng là căn của omega 1 nhân omega gì? Omega 2. Được chưa? Về chỗ này chúng ta sẽ ra được đáp án là 100 bi. Đó, cái bài tập của chúng ta là như vậy. Và cô nhớ rất là nhiều năm, đề đại học nó ra cái chỗ là Y0 này các bạn. Omega 0 này các bạn, để ra được cái Y0 này. Được chưa? Và chỉ cần có một cái đỉnh này thì các bạn sẽ tính ra được hai cái anh này, đoán ra hai anh này. Hay là hai anh này có rồi thì các bạn sẽ suy ra được cái omega của mặt cộng gì? Cộng hưởng. Như vậy thì cô với cái sự dẫn dắt và giải thích của cô như vậy, bạn nào không hiểu chúng ta sẽ comment phía dưới để cô có thể giải cho các bạn được. Hoặc các bạn có thể là inbox trong tin nhắn của Messenger của cô là Hồ Kim Trâm nha, hay là trang YouTube là cô Trâm Dạy Lý Pro. Các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và để cho dễ tương tác với cô hơn, các bạn hãy đăng ký, hãy nhấn vào nút đăng ký để mỗi lần các bạn tìm bài của cô nó sẽ dễ dàng hơn, bằng cách là bạn chỉ cần vô trang YouTube và gõ vào cái bài tập mà các em cần tìm và thì nó sẽ hiện ra khi các bạn đã đăng ký. Các bạn hãy nhớ like và subscribe giúp cho kênh cô phát triển. Chúc các bạn ngày càng yêu môn vật lý hơn.